Chào mấy chiếc chai bông, xin chào quý cô chú anh chị ở xa nha. À cả nhà ơi, mấy ngày hôm nay thì có một cái tranh cãi rất là nhiều về cái cây tiếng vua siêu nụ cả nhà. À một số anh chị thì nói với em là cái nhà vườn này kích nụ quá dữ, sau này cây mai nó sẽ chết queo luôn. Đó, thì ngày hôm nay để quay lại cho cả nhà mình xem cái cây tiếng vua này nó như thế nào. Cả nhà ơi, đây là cái nụ tự tạo nha cả nhà. Tự nó tạo ra, mình không dùng cái phân nào mà để nó tạo được như thế này nha mọi người. Đây nè, nó đeo từ trong thân, từ trong nách đi ra. Em ví dụ như nếu mà chúng ta tạo được như thế này thì nguyên một cái vườn mai hàng lớn của em như thế này nè cả nhà. Chắc em đem em kích nụ em tạo hết luôn, để cho nó nhiều nụ đang bán đúng không cả nhà? Không nha, đây chính là một cái đặc trưng của nó cả nhà. Đây là một đặc trưng của nó và cái giống của nó là như vậy. Mọi người có xem những cái cây nhỏ xíu bên vườn mai nhà em ghép á, thì nó cũng đeo nụ y chang vậy luôn. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó cũng có nụ như mẹ nó như thế này nè cả nhà. Đó, mọi người nhìn nụ nè, rất là dữ nha. Nó đeo từ ở dưới chân cho đến lên đến trên ngọn luôn cả nhà. Đây nè, chỗ nào nó cũng đeo hết, nách ngọn gì nè, cả nhà nhìn nè. Đây em quay cho cả nhà mình xem ha. Đó đây nè, rất là nhiều nha cả nhà. Nếu mà kích nụ được thì chắc tất cả mọi người, tất cả các loại mai khác người ta kích nụ nhiều để bán rồi ha, chứ không có để vậy đúng không? Cho nên là mọi người ơi, đừng có nghĩ là cái cây mai này là kích nụ nha cả nhà. Và đi một phần nữa thì cũng có nhiều quý khách hỏi em rất là nhiều về em ơi, cái cây mai này nó không bao giờ nở đúng không? Thì em cũng xin trả lời với quý khách là nó nở cả nhà. Tuy nhiên là nó sẽ không bao giờ nở hết, bởi vì nó quá nhiều. Ôi nhìn nè, nó đeo nó quá nhiều ha. Nở là không bao giờ nở hết nha cả nhà. Nó vẫn nở đó, bởi vì cây mai cơ địa khi chúng ta lãi lá thì nó sẽ nở bông. Nhưng mà cái này nó quá nhiều, nó khích trịch như thế này thì không có thể nào mà nó chỗ nào mà nó nở hết được. Đó, đó là một cái chân tình chia sẻ nha cả nhà. Còn ví dụ như có những anh chị nói là rất là đam mê, nhìn thấy là rất là mê luôn. Nở ra thì nở không hết, nở ít thì cây nó vẫn đẹp thôi, bởi vì nụ nó quá nhiều cả nhà. Rồi thì nếu mà ai bây giờ ai thích cái dòng này thì hãy theo bước chân em để chúng ta cùng xem cây chơi Tết nha cả nhà.